Trong video này, tôi xin được chia sẻ đến các bác cái cách chữa tê buốt nhức những cái khớp ngón tay. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì gần đây tôi nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của các bác hỏi rằng là có cách nào để chữa cái triệu chứng bị tê buốt nhức những ngón tay. Và sau khi tìm hiểu tôi thấy rằng có rất nhiều người bị cái chứng này. Bởi vậy mà trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác hai cái phương pháp để giúp cho các bác chữa dứt điểm cái chứng tê buốt nhức ngón tay này các bác nha. Phương pháp thứ nhất đó là cái cách day bấm huyệt ở những cái vùng đồng ứng liệu pháp để chúng ta chữa cái triệu chứng này. Phương pháp thứ hai đó là một trong những cái bài thuốc dân gian vô cùng đơn giản. Tôi tin rằng nhà nào cũng có cái cây này để chúng ta chữa dứt điểm cái triệu chứng này. Thậm chí là bác nào bị da mồ hôi tay chân cũng có thể hết được luôn. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video. Thưa với quý cô bác anh chị thì trong đồ hình đông y á, tôi sẽ để hình ảnh để các bác nhìn thấy nhé. Trong đồ hình đông y, cái phần mặt của chúng ta này là cái phần lông mày, là cái phần mà liên quan đến cánh tay các bác nhé. Phần lông mày là liên quan đến cánh tay. Bởi vậy mà tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái cách chúng ta áp dụng từ những cái đồ hình của đông y đến cái việc là chúng ta tác động trên chính cái bàn tay của mình để hết cái triệu chứng này. Thế thì đầu tiên các bác hãy dùng tay của mình này chà sát cho cái phần lông mày của chúng ta này, vuốt từ trong vuốt ra, các bác vuốt ra, vuốt cho các bác vuốt cho khoảng tầm từ 3 tới 5 phút các bác nhá. Vuốt chà lông mày xong thì các bác có thể sử dụng là nếu như nhà mình có cái cây đũa inox ấy các bác nhá, cái đũa inox hoặc là có những cái bút, có những cái bút mà đầu bút nó nhẵn thì các bác dùng cái này này, các bác chà khu vực này. Trong đồ hình đông y ấy, thì khu vực này cũng là khu vực liên quan đến cái tay cánh tay các bác ạ. Nên là các bác chỉ cần dùng, các bác chà khu vực này thôi. Đấy, chà khu vực này thôi, hai bên này. Thì những người nào bị tê buốt nhức ấy, đôi khi là chỉ cần động vào những cái điểm này thôi là các bác hết các bác nha. Dùng chính cái bút đấy, các bác cũng chà luôn ở cái phần phần lông mày này này. Đấy, chà đi chà lại như thế này. Chỗ nào mà có điểm đau thì dùng cái điểm đó day vào như này các bác nhá. Dùng cái điểm đầu ấy day luôn, day luôn như thế này này. Nếu như đúng cái chỗ đó là cái chỗ điểm đau là sẽ hết triệu chứng này các bác nhá. Tiếp theo các bác này, ở phần này, cái tay này của chúng ta này, nó có cái huyệt. Đấy, nhưng các bác chỉ cần day bấm vào đây thôi. Các bác không cần phải xác định rõ cái huyệt đó là điểm nào đâu, nhưng các bác cứ làm đúng theo tôi hướng dẫn là các bác chữa được. Các bác chỉ cần cái khép vào cái khuỷu tay này vào này, cái phần này, cái kẽ nếp nhăn của chúng ta này ở đâu thì các bác day bấm ở đó và day xuống cái phần ở dưới cái khuỷu tay của chúng ta, nó có hai cái cục xương nhồi ra, lồi ra. Vậy thì ta sẽ bấm vào giữa của hai cái xương đó, các bác day bấm. Day bấm đầu tiên là day bấm ở đây đó trước. Sau khi day bấm đây xong thì các bác này, các bác dùng cái tay của mình nhá. Dùng cái tay của mình nhá. Chà từ trên này này, chà từ trên này vào đây. Các bác nhá, chà từ cái phần phần mu bàn tay này, từ những cái bốn cái kẽ tay của chúng ta, ta chà ngược vào đây. Chà ngược vào đây. Đầu tiên là chà ngược vào đây đã. Thì những bác nào mà bị tê buốt, các bác làm như này một lúc thì bắt đầu cảm thấy là cái tay khá là dễ chịu luôn. Đấy, thì các bác chà hết bốn cái kẽ tay này, mỗi một cái kẽ tay này các bác sẽ làm lần lượt là ba cái, xong đó ta lại đổi các bác nhé, là lần lượt mỗi một cái kẽ tay là ba cái đó. Sau khi làm một phần bên trên mu bàn tay xong thì hãy làm phần dưới bàn tay, các bác cũng chà theo đúng cái đường kẽ tay các bác nhá. Chà đúng cái đường kẽ tay, bốn cái đường kẽ tay này, bốn cái đường này là bốn cái đường mà liên quan đến kinh lạc của chúng ta các bác ạ. Đấy, thế thì các bác hãy miết như này, miết đúng vào bốn cái đường này các bác nhá. Thì khi miết như này, bác nào bị tắc nghẽn ở vai, đau vai mà vai cảm giác giơ tay không giơ lên được ấy, thì các bác miết những cái động tác này là các bác sẽ thấy cảm thấy dễ chịu này. Và có những bác sẽ có những bác là sau khi miết như này xong thì tự dưng là vai của các bác nhẹ hẳn đi luôn các bác nhá. Thứ ba là các bác miết những cái kẽ tay, những kẽ của những cái khớp tay này này các bác này, miết của những cái khớp tay này. Đấy, miết như thế này. Các bác cũng có thể làm áp dụng cái phương pháp như thế này là đan cái tay vào. Các bác này, đan cái tay vào, đan tay như thế này, sau đó thì vuốt như thế này. Vuốt như thế này. Đấy, thì đây là cái động tác mà sẽ giúp cho những bác nào mà bị đau cánh tay, đau buốt ngón tay
sẽ cảm thấy dễ chịu. Và đây là cái phương pháp mà sẽ cho các bác những cái hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Bác nào mà bị thì hãy thử ngay để thấy cái kết quả các bác nhé. Vâng, và thưa với các bác thì sang phần thứ hai, tôi xin được chia sẻ đến các bác hai cái bài thuốc từ dân gian vô cùng đơn giản chữa cái chứng này. Bài thuốc thứ nhất đó là chúng ta sử dụng cây lá lốt các bác nha. Dùng khoảng một nắm lá lốt đem rửa sạch và dùng tiếp theo là một củ gừng các bác nha. Đập củ gừng ra và lá lốt ra, sau đó thì cho vào nồi đun với lại khoảng 2 lít rưỡi nước. Đun nước sôi lên, đợi cho sôi khoảng từ 15 tới 20 phút. Sau đó thì các bác bắc nước ra và chắt lấy nước, hoặc là để cả lá cây cũng được, nhưng đợi đến nguội cho tới khi khoảng tầm 40 độ, cho tay chân vào được. Cái lúc mà cho thể cho tay chân vào được, cho tay chân vào các bác ngâm. Thì cái trứng này, những cái người nào bị tê buốt tay chân này và tay ra mồ hôi, chân ra mồ hôi trộn, thì ngâm cái bài thuốc này sẽ rất là hiệu quả. Kể cả trẻ nhỏ nếu bị ra mồ hôi trộn ở tay chân, các bác cũng có thể áp dụng cái phương pháp này các bác nha. Phương pháp thứ hai đó là các bác dùng một củ gạch. Vâng, cái cách củ gạch này thì khá là đơn giản. Các bác chỉ việc đem nướng củ gạch nóng lên các bác nha, đem nướng củ gạch nóng lên. Và sau khi củ gạch nóng và đỏ lên rồi, lúc này các bác dội nước từ từ vào và lấy cái bàn tay của mình hơ các bác nha, lấy cái bàn tay của mình ra hơ. Thì đây cũng là một trong những cái cách để giúp cho những bác nào mà bị tê buốt tay, tê buốt nhức tay và cũng như là bị ra mồ hôi tay chân, có thể áp dụng đem lại cái hiệu quả rất là cao. Vì khi mà cái đất nung trở thành gạch ấy, là nó đã được hấp thụ cả những cái khí của than này, rồi là có cái đất của chúng ta nó bị nung ra như vậy ấy, là cái lúc này nó có thể có những cái khí ở trong cái đất của chúng ta đấy. Và lúc khi mà chúng ta nung lại cái hoàn gạch như vậy, nóng như vậy, dội nước vào nó sẽ bốc lên, chúng ta dội nước vào nó bốc hơi lên, và cái hơi này chính là cái hơi để chúng ta chữa được những cái triệu chứng bị tê mỏi tay chân và bị ra mồ hôi tay chân các bác nha. Đây cũng là một trong những cái bài cách dân gian rất là đơn giản hiệu quả, và hy vọng rằng với phương pháp này sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị. Và nếu như quý cô bác anh chị nào áp dụng thấy hiệu quả thì đừng quên là hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết, và nhớ là hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.